Xin chào các bạn, kênh Nhật Tiến Băm Dính rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến nha các bạn. Hôm nay mình cũng tiếp tục đi quay phim nha các bạn. Cái nhà trai này ở quận 7 Sài Gòn các bạn, đi về tỉnh Đồng Tháp rước dâu rồi các bạn. Cái cảnh này mà bây giờ mình đang quay là cái cảnh đi lên rước dâu về nè các bạn. Mình đang ngồi ở phía sau chiếc xe hoa, ngồi ở chiếc xe 16 chỗ ngồi. Tại vì mình đi xa không thể nào mình đi xe Honda riêng ngoài được các bạn. Mình đi rước dâu á lúc 2 giờ khuya các bạn, xuống tới nhà gái là 5 giờ rưỡi các bạn, 3 tiếng rưỡi các bạn. Và bận về á là mình sẽ đi 4 tiếng các bạn hơn các bạn, tại vì bận về xe đông hơn bằng khuya các bạn. Khuya thì vắng. Đây là phía trước là có một cái đám cưới nè, chuẩn bị rước dâu về nữa các bạn. Không biết ở đâu. Ngày đám cưới quá trời luôn các bạn. Cảnh đi rước dâu về miền Tây rất là đẹp các bạn. Mình sẽ ghép nhạc hết nữa các bạn, tại vì ở trên xe này đang hát nhạc các bạn, mình sợ bị dướng bản quyền các bạn ơi. Mình sẽ ghép nhạc cho các bạn nghe thư giãn các bạn. Đây là cánh đồng ruộng mà các bạn, lúa xanh quá trời bạc ngàn luôn các bạn. Còn đây ở phía trước mình chạy tới chắc các bạn đều biết về Đồng Tháp là phải đi qua cây cầu Cao Lãnh này nè các bạn. Cây cầu Cao Lãnh này rất đẹp các bạn. Cái kiểu dáng y chang là cái cầu Mỹ Thuận ở quốc lộ 1A các bạn. Cái cầu rất là đẹp các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem hết cây cầu luôn các bạn. Cây cầu y chang là cây cầu Mỹ Thuận rất là đẹp các bạn. Mình sẽ quay hết cho các bạn xem nha. Bây giờ mình mời các bạn xem nha, mình đang chạy tới giữa cây cầu Cao Lãnh này các bạn, ở khúc giữa nè các bạn. Cầu quá đẹp luôn các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi lên cao tốc nè các bạn, đi về Sài Gòn nè các bạn. Các bạn biết không, ở phía bên trái đường bên kia là mình lúc đầu mình vô mình thấy là đoạn đường nó đang sửa tráng nhựa các bạn. Cho nên bên kia phía về trời ơi kẹt xe mấy cây số luôn các bạn. Các bạn một lát các bạn xem là kẹt xe tới mấy cây số luôn. Tại đoạn đường nó đang trải nhựa thêm các bạn, sửa chữa các bạn. Kẹt xe đó bên các bạn thấy bên kia đầu xe nó dồn ầm ầm quá trời luôn các bạn. Kẹt quá trời luôn. Đó, bắt đầu là xe dài mấy cây số luôn, kẹt mấy cây số luôn các bạn. Tại đoạn đường nó đang sửa. Đó, bắt đầu xe là quá trời luôn xe. Phía từ Sài Gòn đi về miền Tây kẹt xe quá trời các bạn ơi. Tại vì đoạn đường đang sửa các bạn. Đó, các bạn thấy trời xe quá trời luôn. Container, xe du lịch đồ quá trời luôn. Trời ơi, thấy không các bạn, kẹt mấy cây số luôn các bạn ơi. Đó các bạn, quá trời xe luôn.
Thôi tới đây mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ, đăng ký like cho mình một like các bạn. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn. Hẹn các bạn ở video sau nha các bạn.